Chào mọi người, đây là cái máy xay cà phê Thái Lan màu đen. Nó có 8 mức chỉnh. Thì bây giờ mình em sẽ xay từng mức. Đây là mức số 1. Chỉnh qua mức số 2. Nó kêu cái tắt là mới được. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Đây là mức số 1. Số 2. Số 1 với số 2. Số 2 với số 3. Số 3 với số 4. Số 5, số 6. 6, 7. 6, 7, 8.